chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Tiết học trực tuyến hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một phép tu từ rất hay trong chương trình ngữ văn 6 học kỳ 2, đó chính là phép tu từ ứng dụ. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe và ghi chép thật cẩn thận nhé. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay, thứ nhất, giúp các em nắm được khái niệm thế nào là ứng dụ. Thứ hai, giúp các em hiểu và nhớ được tác dụng của ứng dụ, biết phân tích ý nghĩa cũng như tác dụng của ứng dụ trong thực tế sử dụng tiếng Việt. Và thứ ba, bước đầu các em có kỹ năng tự tạo ra một số ứng dụ. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ứng dụ là gì. Chúng ta sẽ chú ý ví dụ sách giáo khoa trang 68 và câu hỏi nhé. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm, Minh Huệ. Các em chú ý câu hỏi. Trong khổ thơ, cụm từ người cha được dùng để chỉ ai? Chúng ta dễ dàng nhận ra, người cha ở đây trong bài thơ Đêm nay bác không ngủ là để chỉ bác Hồ. Vậy vì sao lại hiểu người cha là bác Hồ? Vì bác với người cha có những phẩm chất rất giống nhau, như là tuổi tác, tình thương yêu, sự chăm sóc chu đáo đối với các chiến sĩ như người cha đối với các con của mình. Từ đó ta có thể rút ra được kết luận như sau. Ứng dụ là gọi tên sự vật này là bác Hồ bằng tên sự vật khác là người cha có nét tương đồng. Người ta gọi đó chính là ứng dụ. Thật ra ứng dụ là một loại so sánh ngầm, trong đó ẩn đi sự vật, sự việc được so sánh. Ta gọi là VA, phương diện so sánh, từ so sánh. Chỉ còn sự vật, sự việc được dùng để so sánh, ta gọi là VB. Vậy muốn tìm được phép ứng dụ và hiểu được cái hay hàm xúc của ứng dụ thì phải xuất phát từ từ ngữ ứng dụ là VB để tìm đến VA, sự vật, sự việc được so sánh. Kèm chú ý bài tập 1 trang 69. So sánh đặc điểm của ba cách diễn đạt sau đây có gì khác nhau rồi chỉ ra tác dụng của nó. Kèm chú ý cách 1, bác Hồ mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Cách 2, bác Hồ như người cha đốt lửa cho anh nằm. Cách 3, đó là người cha mái tóc bạc đốt lửa cho anh nằm. Kèm thể thấy là cách 1, đây là một lối diễn đạt bình thường. Cách 2, bác Hồ như người cha, ở đây người ta sử dụng phép tu từ đó là so sánh. Bác Hồ là VA, như là từ so sánh, và người cha là VB. Cách 3, người cha mái tóc bạc, ở đây tác giả Minh Huệ đã sử dụng phép ẩn dụ. Như vậy, chúng ta có thể rút ra được tác dụng của ẩn dụ và so sánh. So sánh và ẩn dụ là phép tu từ tạo cho câu nói có tính hình tượng, biểu cảm hơn so với cách nói bình thường. Và đặc biệt, ẩn dụ sẽ làm cho câu nói có tính hàm xúc cao hơn. Ẩn dụ làm cho câu văn thêm giàu hình ảnh. Sức mạnh của ẩn dụ chính là về mặt biểu cảm. Ẩn dụ luôn biểu hiện những hàm ý mà phải suy ra mới hiểu. Chính vì thế mà ẩn dụ làm cho câu văn giàu hình ảnh và hàm xúc, lôi cuốn được người đọc và người nghe. Ẩn dụ là một cách định danh sự vật bằng hình ảnh, in đậm dấu ấn chủ quan của người nói, người viết. Quy luật biểu hiện của ẩn dụ là lấy xa nói gần, lấy vòng nói thẳng, lấy kín nói hở, lấy ít nói nhiều. Các ẩn dụ đẹp thường làm bung nổ nhiều liên tưởng ngữ nghĩa kỳ thú cho người đọc và người nghe. Và đặc biệt, ẩn dụ được dùng nhiều trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, làm cho lời nói hội thoại của chúng ta mang đậm đà màu sắc biểu cảm và cảm xúc. Ví dụ như là khi mẹ nựng con thường hay nói là cuốn con nè, hay là cục vàng của mẹ, hoặc là sử dụng nhiều ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, ví dụ như là giọng chua nè, hay là màu nóng. Đặc biệt trong tiếng Việt thì người ta cũng hay sử dụng nhiều thành ngữ có sử dụng phép ẩn dụ, ví dụ như là nuôi ong tay áo, hoặc là gậy ong đập lưng ong. Chúng ta chốt lại kiến thức ẩn dụ là gì bằng một sơ đồ như sau. Khái niệm ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên của sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, và tác dụng dùng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Chúng ta sang phần 2 là mã các kiểu ứng dụ. Vì đây là phần giảm tải nên thầy chỉ giới thiệu sơ qua cho các em bằng sơ đồ như sau. Ứng dụ gồm có 4 loại, đó là ứng dụ hình thức, ứng dụ cách thức,
ẩn dụ phẩm chất và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Với ẩn dụ hình thức thì được hình thành trên cơ sở nét tương đồng về hình thức giữa các đối tượng. Con đường hình thành ẩn dụ hình thức có thể xuất phát từ nét tương đồng giữa hình thức của sự vật, hiện tượng và con người. Còn với ẩn dụ cách thức được hình thành trên cơ sở nét tương đồng về cách thức hành động giữa các đối tượng. Ẩn dụ phẩm chất là dựa vào sự tương đồng về phẩm chất giữa các sự vật hiện tượng với nhau. Và cuối cùng đó là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, dựa vào sự tương đồng về cảm giác, hay nói cách khác là những ẩn dụ trong đó B là một cảm giác vốn thuộc về một loại giác quan dùng để chỉ những cảm giác A, vốn thuộc các loại cảm giác quan khác hoặc cảm xúc nội tâm, nói gọn là lấy cảm giác A để chỉ cảm giác B. Các em có thể tìm hiểu các kiểu ẩn dụ này thêm trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thực hành. Các em chú ý bài tập số 2 sách giáo khoa trang 70. Các em chú ý câu hỏi sau đây. Tìm các ẩn dụ trong những ví dụ dưới đây. Nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng được so sánh ngầm với nhau. Ở ví dụ A, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tục ngữ. Các em thấy ăn quả ở đây là tượng trưng cho sự hưởng thụ, còn kẻ trồng cây ở đây là chỉ người tạo ra thành quả. Đây là ẩn dụ cách thức và phẩm chất. Ví dụ B, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tục ngữ. Chúng ta cũng phát hiện được mực với đen ở đây là chỉ cái xấu, còn đèn với sáng ở đây là tượng trưng cho cái tốt, ở đây là ẩn dụ phẩm chất. Ví dụ C, thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một già khăng khăng đợi thuyền. Chúng ta thấy thuyền ở đây là tượng trưng cho người đi xa, còn bến là tượng trưng cho người ở lại, ở đây cũng là ẩn dụ phẩm chất. Và đặc biệt đó là ví dụ D, ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ, viễn phương. Mặt trời trong lăng ở đây là chỉ Bác Hồ. Các em thấy cách sử dụng nghệ thuật ẩn dụ của nhà thơ Viễn Phương thật tài tình, vì qua hình ảnh mặt trời là một vầng thái dương, nghĩa đen, tác giả đã tạo ra một hình ảnh so sánh ngầm sâu sắc làm cho người đọc suy nghĩ và hình dung ra được hình ảnh của Bác Hồ, nghĩa bóng, một con người rực rỡ và ấm áp như mặt trời đã dẫn dắt dân tộc ta trên con đường giành tự do và độc lập, xây dựng tổ quốc công bằng, dân chủ, văn minh, từ đó tạo cho người đọc một tình cảm yêu mến, khâm phục vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc chúng ta. Vừa rồi, thầy trò chúng ta vừa đi tìm hiểu phép tu từ ẩn dụ. Sau đây là câu hỏi về nhà. Thứ nhất, các em phải nắm vững lại khái niệm và tác dụng của phép tu từ ẩn dụ. Thứ hai, các em phải viết cho thầy một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu, chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng ít nhất một phép tu từ ẩn dụ. Các em phải gạch chân và chú thích phép tu từ đã sử dụng. Các em có thể làm vào trong vở bài tập hoặc là tờ giấy kiểm tra và nộp lại cho giáo viên bộ môn sau khi các em ở lại trường. Các em nhớ ôn tập lại và làm bài tập đầy đủ nhé. Thầy chào các em và hẹn các em trong những tiết học tiếp theo.